Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Hiện tổng số ca bệnh trên toàn cầu đang tiến sát con số 29 triệu ca mắc COVID-19. Ổ dịch lớn nhất thế giới tiếp tục là Mỹ với gần 6,7 triệu ca. Liên tiếp mấy ngày qua, Ấn Độ có số ca nhiễm mới cao gần ngưỡng 100.000 ca nhiễm một ngày. Tỷ lệ tử vong do dịch COVID-19 cao gấp đôi Mỹ. Hiện tổng số ca mắc của quốc gia này là gần 4,8 triệu ca. Dịch bệnh hiện đang hoành hành dữ dội nhất ở Mỹ Latin Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 ở khu vực này và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận hơn 4,3 triệu ca mắc. Còn tại châu Âu, bất chấp các nỗ lực của các nước nhằm kiểm soát sự bùng phát làn sóng mới của dịch bệnh, số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục gia tăng trên khắp châu lục. Tây Ban Nha tiếp tục bùng phát làn sóng COVID-19 mới. Còn tại Iran, hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất Trung Đông. Khu vực Đông Nam Á, Philippines hiện là một trong những điểm nóng của dịch bệnh COVID-19. Như vậy tình hình dịch bệnh Covid-19 cập nhật đến 21 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm 28.989.073 người, số ca tử vong 925.373 người, số ca chữa khỏi 20.867.685 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.063 người, số ca chữa khỏi 918 người, số ca tử vong 35 người. Còn tại Tây Ninh số người nhiễm 7 người, số ca chữa khỏi 4 người.